Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Của Tướng Online sẽ hẹn gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích về một trận đại chiến đất hai của làng cờ tướng Trung Quốc đánh trong khuôn khổ vòng thiêu thứ 5 của giải cờ tướng Đại hội Thể thao Trung Quốc mùa giải năm 2021. Trận tranh tài siêu cấp của hai danh thủ rất mạnh của làng cờ tướng Trung Hoa, bên đỏ đi tiên xuyên tục tứ hiệp Trịnh Huy Đông và tay cờ Vương Quách ở đẳng cấp kỳ vương Trung Quốc. Chúng ta sẽ cùng đón xem. Trong màn đấu trên thì bên đỏ đi tiên Trịnh Huy Đông chơi tuyến thủ, anh chơi phương án tấn công bằng hệ thống cờ tiên chỉ lộ binh 7-1. Bên đen của Vương Quách có khá nhiều biến hóa, có thể đi tiếp như là pháo 2-3 lựa chọn đối biên cục. Tuy nhiên trong thực chiến của trận cờ, danh thủ từng đăng quang ngôi vị quán quân Trung Hoa năm 2020 lập tức lựa chọn biến hóa lên tượng ngay. Bên đen Trịnh phát triển mã 8-7. Bên đen binh 7-1 đến từ Vương Quách. Đóng pháo đầu và tiếp theo phường cờ mã 8-7 phòng thủ tốt trung lộ. Mã 2-3 xe 9-8. Bên đỏ cho tách pháo qua thì mở đường ra xe. Bên đen pháo 2-4 xe 9-8 đến từ Trịnh Tú Hiệp và tiếp theo phường cờ mã 2-3 xe 1-2 tiền pháo phong xa và thủ pháp tình huống tấn công bằng mã 7-6 ngay đến từ danh thủ số 2 của cái đàn Trung Quốc. Bên đen xị 4-5, bên tiền cho mã chém tốt đầu ngay. Hai bên đổi quân cho nhau. Pháo 4-4 mở đường cho mã 3-5, bên đỏ đã phải lập tức cho chạy pháo ngay. Bên đen pháo 4-7, bên tiền tiến xe nhóm tốt. Binh 7-1 và tiếp theo phường cờ bình xe tốt đang có thể đánh quân. Bên đen của Vương Quách anh không chạy mã đi, lập tức cho phần đối công bằng xe 8-4. Trong bối cảnh trên thì bên đỏ của Trịnh Thú Hiệp lập tức quyết định phương án cờ tự 3-5 ngay đến từ danh thủ số 2 của cái đàn Trung Quốc. Các bạn thấy ngay thì có hai bên chính mà bên đen có thể đi tiếp. Trong thực chiến thì bên đen của Vương Quách quyết định phương án cờ pháo 8-5 để vật tốt chiếu tướng ngay. Ngoài ra có thể đi hướng cờ khác là phương án cờ xe 8-5 thì sao? Đây là cái biến hóa mà bên đỏ sẽ có phần ưu thế hơn khi mà có hai cái thức đánh. Đối với phương án cờ xe 7-1 thì có phần khá cân bằng đến từ cả đôi bên. Tuy nhiên với hình cờ như vậy thì bên đỏ có một biến hóa khác có phần tranh tiên nhiều hơn, hệ thống cờ xe 2-3 tiến xe để bắt pháo đi. Các bạn thấy ngay bên đen có chạy mã về thì bên tiền có thể gác tượng để bắt tốt. Và đây là hình cờ mà bên đỏ có các phần điểm đứng đẹp hơn so với hình cờ của bên đen. Các bạn sẽ cùng xem trong thực chiến của trận cờ. Bên đen của Vương Quách quyết định phương án cờ tấn công ngay bằng pháo 8-5 để chiếu tướng ăn thực lợi tốt đầu. Bên tiên thế này thì có 3 bên có thể đi. Hai tình huống cờ nhắc sĩ và tình huống cờ trong thực chiến bỏ xe ngay đến từ danh thủ Trịnh Như Đồng, một lối chơi táo bạo đến từ danh thủ số 2 của cái đàn Trung Quốc. Các bạn thấy ngay chúng ta có thể phân tích qua hai biến hóa khác. Đối với biến hóa sĩ 6-5 thì sao? Đây sẽ là biến hóa rất yếu khi mà đen có thể ăn xe ngay. Các bạn thấy ngay nếu mà mã thoái về ăn xe thì không được, bởi như vậy là bị tiền pháo là sát cục. Trong hình cờ mà bên tiên quyết định phương cờ mã 3-5 để ăn pháo thì bên đen vẫn chiếm hoàn toàn lợi thế khi có thể thoái xe về. Các bạn thấy ngay hình cờ của bên đen là rất mạnh trong bối cảnh như vậy. Trong hình cờ trước đó nếu mà bên tiên xử lý bằng phương cờ sĩ 4-5 thì sao? Các bạn có thể thấy qua khi đó thì hai bên sẽ có tính chất khá cân bằng trong hình cờ phát triển như vậy. Chúng ta sẽ cùng xem trong thực chiến lựa chọn của danh thủ số 2 của cái đàn Trung Hoa là phương cờ rất táo bạo. Mã 3-5 quyết định bỏ xe để bay mạng tấn công. Bên đen Vương Quách cho xe 8-5 ăn xe ngay. Bên tiên Trịnh cho xe 7-1 bắt mã. Tách tốt vào và tình huống cờ đưa binh 7 qua sông để tấn công. Bên đen xe 8 thoái về. Trịnh bình tốt qua độ 6 ngay. Bên tiên Trịnh pháo 9 thoái 1. Đóng xe vào đầu và tiếp theo phân cờ pháo 9-5 tạo lên một sức công phá rất mạnh ở khu dọc trục ở trung lộ của bên đen. Xe 1-3. Đấu xe ngay.
ép tượng thoái về và tiếp theo thủ pháp bay mã qua. Các bạn thấy liên tiếp là cái tình huống cờ đi cờ rất đỉnh cao của danh thủ Trịnh Huy Đông, anh ta đã bị mất cả đuôi xe. Tuy nhiên thì đang có thế tấn công tương đối khó chịu, khiến đường xe của bên đen ở khu vực trung tâm đang bị bế tắc. Tiến pháo cản đường mã, tiếp theo là tiến binh bắt xe, ép xe phải thoái về và tình huống cờ pháo 5 tiến 1 để có thể ngăn đường xe của bên đen để phát triển chạy qua. Chạy tướng qua để mở đường xe, bên tiên Trịnh Bình pháo qua để chiếu tướng ngay. Trong thực chiến thì đen của Vương Khuếch đã đi một đường cờ khá sai lầm là phương án có tách tướng vào trung lộ, vì sau đó đã để thua khá nhanh. Ngoài bên trên thì bên đen có biến hóa khác chơi có phần tốt hơn là phương án cờ bình pháo qua để che đường, tìm cách thoát xe ở trung lộ. Các bạn thấy ngay khi đó bên đỏ có mã 3 tiến 4 để bắt tốt, tiếp tục bắt pháo thì có thể chạy đi, vì sau có xu hướng có thể tách xe qua để tìm cách phản công. Trong thực chiến quỳnh cờ thì sau khi bị bên đỏ bình pháo qua chiếu tướng thì đen của Vương Khuếch anh cho chạy tướng vào trung tâm. Đây là bối cảnh sai lầm. Về sau thì bên tiên của danh thủ Trịnh Đồng anh đi tiếp phường cờ phòng 6 tiền 4 để đe dọa đóng vào trung lộ bắt xe. Sau hình cờ trên thì bên đen trong thực chiến Vương Khuếch cũng đã phải bùng cờ xin thua. Các bạn thấy ngay con xe thì không thể thoát được trước tấn công của bên đỏ. Bên đen đi tiếp mà đi bình biên thì có thể lập tức bình pháo qua. Các bạn thấy ngay sau khi ăn xe thì đây là hình cờ tàn mà bên tiên đang lợi thế hơn một quân, hơn trắng một mã so với bên đen. Và với tài nghệ cờ tàn điêu luyện của mình thì bên đen của Vương Khuếch sẽ không có cửa đỡ vào trong bối cảnh như vậy. Như vậy kênh Học Cờ Tướng Online vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về trận chiến trên, một trận cờ rất hay, phế xe để tìm đường công của danh thủ Trịnh Huy Đông trước Vương Khuếch. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.